10 năm trước, cô giáo Trần Thị Phương được phân công về huyện Văn Bàn dạy học và được biên chế về trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Triềng Keng Ba nằm ở thôn Thi, một địa bàn thuộc khu vực 3 khó khăn nhất của huyện. Sau khi lập gia đình sinh con, vì đường xá đi lại xa xôi, khó khăn cộng với việc phải thường xuyên trực đêm chăm sóc học sinh bán trú, cô đành ở lại điểm trường và chỉ tranh thủ về thăm nhà mỗi khi bớt việc. Chồng hỗ trợ một chút, là cũng đi làm thì tối về giúp em trông con. Thì hôm nào mưa gió thì em ở lại, thì có nghĩa là chồng em sẽ giúp em trông con vào trong cái khoảng thời gian đấy. Hay những hôm nào em trực thì ở nhà sẽ có chồng hộ. Công tác tại trường được 12 năm. Đó cũng là khoảng thời gian vợ chồng thầy giáo Nguyễn Ngọc Năm gửi hai con bên nhà ngoại và chỉ có thể trở về thăm con vào mỗi cuối tuần. Về con cái thì được tranh thủ về thăm cuối tuần. Tôi rất là mong về ở với con, bởi vì là bây giờ cháu nó học lớp 8, lớp 9. Mỗi giáo viên một hoàn cảnh, nhưng họ có chung lý tưởng về sự cống hiến hy sinh. Cuộc sống giáo viên cắm bản vất vả, khí hậu vùng cao khắc nghiệt, con nhỏ đau ốm liên miên. Hai vợ chồng cô giáo Trần Thị Thanh Hương phải gửi con về quê Nam Định cho ông bà nội chăm sóc. Đến nay, con trai cả đã vào đại học, con trai út cũng đã học lớp 11. Chán vào ngay bởi vì lâu quá rồi không được gặp. Chứ còn như ngay cái buổi đầu tiên, cái lần đầu tiên gửi con về, xong mà về lại thăm con, thì nói chung là khó lắm. Từ lúc đấy trở đi chỉ có nhờ đến công nghệ, thì gọi điện nói chuyện với các con, thì dần dần các con hiểu, chia sẻ với bố mẹ. Trong điều kiện nhiều giáo viên phải xa gia đình, các trường ở các huyện miền núi của Lào Cai đều có một dãy nhà công vụ dành cho giáo viên miền xuôi lên vùng cao dạy học. Tuy nhiên, ở nhiều điểm trường, các thầy cô cũng phải nhường bớt diện tích nhà công vụ cho học sinh của mình. Hiện nay cái số phòng ở đối với các em và với cái số lượng học sinh thì cũng đang thiếu phòng. Thì các thầy cô cũng đã ưu tiên cả phòng công vụ để nhà công vụ để bố trí phòng ở thêm cho các em. Cũng mong muốn là tỉnh, trung ương sẽ có những cái chính sách tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để nâng cao cái đời sống cho giáo viên cũng như là hỗ trợ chế độ cho học sinh bán trú, học sinh vùng cao của huyện. Vượt lên bao khó khăn thiệt thòi, có biết bao thầy cô đang công tác tại những nơi khó khăn nhất của Tổ quốc vẫn hàng ngày gieo con chữ ở từng nơi đá sỏi, vun trồng những hạt giống của tri thức bằng nguồn nước mát của tình yêu thương và trách nhiệm. Trong sứ mệnh tự nguyện cao cả ấy, họ rất cần có sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của cộng đồng và xã hội.